người chủ mà thật sự người ta có đầu óc, người ta nhận một nhân viên mà nhân viên còn đi nói xấu chỗ cũ, người ta sẽ đánh với dấu sần. Sự tích vì sao em nhã vào ngành thẩm mỹ? Chị kể em sự tích của chị ngày sau mà giờ chị bước vô ngành thẩm mỹ này, chị kể em nghe là ngày xưa cái lúc mà chị mười mấy tuổi đi kiếm công việc làm, thì cái thời điểm đó là rất là thích ngành, rất là thích làm trong máy lạnh. Thì cái máy lạnh thì có cái beauty spa rồi đó, beauty rồi đó, thì làm đó là nó vừa được đẹp mà vừa ở trong máy lạnh đúng không? Chị mới đến một cái đơn vị thẩm mỹ mà thời xưa là chỗ đó nổi tiếng lắm. Hồi xưa thì nó không có được như bây giờ đâu. Vô thì gặp cái người vợ đó, cái cô đó chủ là vợ của một anh bác sĩ, anh bác sĩ cũng nổi tiếng là đó. Thì thời điểm đó là chị xin vị trí lễ tân tư vấn luôn này nọ vậy đó. Thì vô cổ phỏng vấn chị, cổ phỏng vấn chị hỏi chị câu chứ tại sao em nghỉ chỗ cũ? Mà mình thì mình không nói, không lẽ mình đi nói xấu chỗ cũ mình, cái chỗ cũ mình làm cái ông đúng ghê quá thì mà làm sao dám nói. Cái nói chị ơi, chị có thể hỏi em câu khác được không, câu này không nói được. Cái bà nói chị chứ hỏi cái chuyện đó mà em còn không nói được, làm sao em tư vấn khách hàng được. Cái chị nói thôi vậy thôi đi về. Thì hiện tại bây giờ cái cơ sở đó vẫn còn đó, là cái bác sĩ đó giờ vẫn còn. Có những cái trong cuộc đời nếu mà lúc đó mà chị nói xấu chủ cũ, có thể bả nhận chị đi, thì bây giờ chị đâu làm chủ tụi em. Có đúng câu chuyện không? Cuộc đời chị nó đi ngã khác, nó đi ngã rẽ khác. Biết đâu lúc đó chị vô cái tiệm đó chị làm xong rồi chị làm nhân viên xong, bây giờ sao gặp tụi bay. Cho nên trên cuộc đời này mọi sự xảy ra đều có lý do của nó hết.